Thực ra thuốc đích thì là một loại thuốc chúng tôi đánh giá là thứ nhất là hiệu quả cao cho nhóm bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn 4 đã có di căn và có đột biến gen. Tuy nhiên nó cũng nó có thuốc đích thì có rất là nhiều các cái ưu điểm là hiệu quả cao này, rồi tiện lợi sử dụng này, chỉ là thuốc uống và bệnh nhân được phát thuốc về nhà ngoại trú uống một ngày một viên, rồi dung nạp thuốc rất là dễ và ít tác dụng phụ hơn nếu so sánh với cả các cái loại hóa trị. Thế tuy nhiên là nó vẫn có những cái tác dụng phụ lên rất nhiều các cái cơ quan. Ví dụ điển hình của thuốc đích thì hay gây những cái tác dụng phụ về ngoài da, bệnh nhân hay nổi mẩn, nổi ban đỏ ngoài da, nổi mụn trứng cá, hay là bệnh nhân bị nứt kẽ móng tay móng chân. Rồi ngoài ra bệnh nhân có thể là viêm kết mạc mắt, rồi là viêm bờ mi, bệnh nhân cũng có thể mệt mỏi, chán ăn, hoặc có những loại thuốc đích như thế hệ 2 thì có cái tỷ lệ gây rối loạn tiêu hóa, gây ỉa chảy cao hơn so với các nhóm thuốc đích khác. Rồi bệnh nhân cũng có thể rối loạn giấc ngủ, rồi là thay đổi cái nhịp sinh học, rồi bệnh nhân chán ăn, rồi có những cái rối loạn đại tiện, vân vân, táo bón hoặc là tăng tần suất đi ngoài. Tuy nhiên là cái tỷ lệ gặp những cái tác dụng phụ ở thuốc đích thì thấp hơn rất là nhiều so với cả hóa trị. Đặc biệt là thuốc đích thế hệ 3 thì cái tỷ lệ tác dụng phụ nó thường là dưới 10%, và các cái tác dụng phụ mà đặc biệt là độ 3, độ 4 là những cái tác dụng phụ mà phải khiến bệnh nhân phải nhập viện để điều trị, thậm chí là ảnh hưởng đến mạng thì nó rất là thấp, dưới 5%, thậm chí là dưới 3% ở cái nhóm thuốc đích thế hệ 3 so với hóa trị. Hóa trị thì có nhiều loại hóa trị, nó gây những cái độc tính với tỷ lệ rất là cao, lên huyết học, gây tỷ lệ hạ bạch cầu, rồi thậm chí là có cả tử vong, nhưng mà thuốc đích thì cái tỷ lệ mà biến chứng nặng nó rất là thấp. Đó thì cũng xin đưa ra một số cái thông tin khoa học như vậy thôi.